từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022 đoàn thanh niên xã Dĩnh Tế phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự xã Dĩnh Tế tổ chức trồng cây xanh trên tuyến biên giới thuộc địa bàn xã Dĩnh Tế từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022 đoàn thanh niên xã Dĩnh Tế phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự xã Dĩnh Tế tổ chức trồng cây xanh trên tuyến biên giới thuộc địa bàn xã Dĩnh Tế Tham gia buổi trồng cây xanh có các đoàn viên thanh niên các ấp và đoàn viên ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Tế cùng tham gia và đã thực hiện phần việc thiết thực như cùng nhau tham gia trồng mới 1.300 cây cà na, tràm bông vàng và tre tại tuyến biên giới thuộc địa bàn xã Vĩnh Tế. Thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức vai trò của tuổi trẻ xã Dĩnh Tế trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của cán bộ đoàn viên, thanh niên xã Dĩnh Tế trong công tác tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh nhằm phòng chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, cải tạo đất trên tuyến biên giới, từng bước giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời từng bước hình thành nếp sống nhân minh có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong cộng đồng.